Là người mẹ chu đáo, bạn biết sữa không thể thiếu cho sức khỏe gia đình. Và chăm sóc sức khỏe gia đình cũng là chăm sóc làn da. Để thực sự chăm sóc làn da cho gia đình, hãy chọn Lifebuoy mới. Vì nay, Lifebuoy đã có tinh chất sữa. Lifebuoy mới không chỉ chứa chất diệt trùng được Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh kiểm nghiệm, diệt sạch vi khuẩn và bảo vệ da lâu dài, còn tăng cường tinh chất sữa cho gia đình bạn làn da khỏe mạnh hơn. Tôi rất vui vì làn da của cả nhà bây giờ khỏe mạnh hơn nhiều. Lifebuoy mới với tinh chất sữa, phương pháp vệ sinh chăm sóc cho cả gia đình.